Ủa, tao còn sao nó dây? Ủa, còn tao còn sao quay tay đã. Nói gì lên góc vậy? Cứ như bình thường. Cái này. Ai gọi bà Tám kia? Xuống cái mép anh nhỉ? Mép bên tay đấy, trắng như mà. Nó xuống ở dưới mà xét lên nhỏ nó đâu nó nì giục xuống mới tài ra ở dưới đáy một con xét lên nó giục nó đâu ra rồi đâu có cảm giác. Ra phía trước mình ra cái chỗ này cho bác ở xem này. Hết pin nó mở hình không? Hết pin có bao nhiêu? Hết pin hết bao nhiêu rồi? Nói gì nói vậy đi ông thôi bao nhiêu khách vui vội.